Huấn luyện viên Didier Deschamps từng nói đùa rằng chân sút nhỏ con Antoine Griezmann có thể trở thành một tiền vệ phòng ngự giỏi. Richie thích lùi về hỗ trợ hàng thủ, thậm chí đôi khi là hơi nhiều. Deschamps từng hài hước nhận xét như vậy. Một tuần trước khi World Cup 2022 khởi tranh, khi toàn đội tập trung tại trụ sở của Liên đoàn bóng đá Pháp ở Clairefontaine, Deschamps thực sự nghiêm túc với việc biến suy nghĩ trên thành hành động. Ông nói với Antoine Griezmann rằng anh sẽ chơi vị trí tiền vệ trên đất Qatar. Quyết định táo bạo này là bước ngoặt giúp đội tuyển Pháp tiến một mạch tới chung kết. Ngôi sao của Atletico Madrid đang có màn trình diễn chói sáng. Từ chỗ là ngòi nổ trên hàng công của đội tuyển Pháp trong nhiều năm, Antoine Griezmann giờ xuất sắc hơn với vai trò tiền vệ dẫn dắt lối chơi. Mặc dù không có trận thử nghiệm nào trước giải để đánh giá năng lực bản thân ở vai trò mới, Griezmann vẫn đứng đầu giải đấu về số lần tạo ra cơ hội cho đồng đội. Griezmann trở thành cầu thủ đầu tiên ở World Cup 2022 tạo ra 21 đường chuyền đặt đồng đội vào thế có thể ghi bàn. Anh vượt mặt Lionel Messi, người có 18 lần tạo cơ hội cho đồng đội sau khi Argentina lọt vào chung kết. Tính riêng ở trận đấu với Maroc, cựu sao của Barcelona có 4 lần tạo ra cơ hội cho đồng đội, một cơ hội ăn bàn rõ rệt. Từ đầu giải, Griezmann 7 lần tạo ra những cơ hội ăn bàn rõ rệt cho đội tuyển Pháp. 3 trong số các cơ hội đó được chuyển hóa thành bàn thắng, giúp Griezmann dẫn đầu danh sách kiến tạo tại World Cup 2022, ngang với Messi là 3 lần. Tuy nhiên, trước khi tới World Cup, Griezmann đối mặt với rất nhiều ánh mắt nghi ngờ. Griezmann gia nhập Barcelona trong hè năm 2019 với giá 120 triệu euro, mức phí kỷ lục cho một cầu thủ trên 25 tuổi. Có cảm giác Griezmann đã bỏ lại những gì tinh túy nhất ở World Cup 2018. Sau 2 năm khốn khổ ở Barcelona, Griezmann chấp nhận giảm lương để trở lại Atletico Madrid. Từ đầu mùa, anh thường chỉ được sử dụng trong 30 phút mỗi trận đấu vì điều khoản đặc biệt mà câu lạc bộ Thành Madrid ký với Barcelona. Cuối cùng, Barcelona bán đứt anh cho Atletico Madrid với mức giá rẻ. Tình hình của Griezmann ở câu lạc bộ không thực sự là lý tưởng. Huấn luyện viên Deschamps nói trước World Cup, ban huấn luyện đội tuyển Pháp cũng nhận ra rằng cầu thủ 31 tuổi đánh mất sự bùng nổ của một tiền đạo đẳng cấp. Thế nhưng, đội tuyển Pháp thiếu hụt nhân sự trầm trọng ở tuyến giữa. Vì vậy, ông Deschamps quyết định chuyển đổi cách chơi của Griezmann. Anh được bố trí lùi sâu hơn do nhà đương kim vô địch không có sự phục vụ của N'Golo Kanté và 4 bóng bà. Messi hay Mbappe thường dồn hết lực cho những pha hành động hướng đến bàn thắng. Griezmann cũng vậy, nhưng giờ anh phải đảm nhận việc xây dựng lối chơi nhiều hơn. Sự linh hoạt ở vị trí tiền vệ lùi sâu lẫn kiến tạo giúp chân sút sinh năm 1991 trở thành chất keo kết dính hàng công và tuyến giữa của đội tuyển Pháp. Biểu đồ nhiệt của Griezmann trong trận bán kết với Maroc làm nổi bật vai trò tiền vệ con thoi khi anh hoạt động khắp mặt sân. Không chỉ tham gia vào khâu tấn công, Griezmann còn tích cực hỗ trợ phòng ngự với 3 tình huống phá bóng, 2 lần cắt bóng và thực hiện 2 pha tắc bóng trong cả trận. Theo The Times, Griezmann hưởng lợi từ những năm tháng chơi bóng ở Tây Ban Nha. Thứ bóng đá chuyền bóng tinh tế kiểu tiki-taka phần nào ảnh hưởng tới cầu thủ này. Ở tuổi 14, Griezmann chuyển đến Real Sociedad, anh không sống ở quê nhà Pháp kể từ đó. Năm 2014, Griezmann gia nhập Atlético Madrid và phát triển mạnh mẽ từ đó. Anh nói với tờ Le Parisien rằng, mỗi buổi tập đều diễn ra với cường độ của một trận đấu. Thủ đô Tây Ban Nha đã trở thành nhà. Trong cuộc sống hàng ngày, tôi cảm thấy mình thích tiếng Tây Ban Nha hơn là tiếng Pháp. Huấn luyện viên Deschamps cho hay, Griezmann thích thú với một pha tắc bóng cũng như thực hiện một đường chuyền. Trong trận tứ kết thắng Anh 2-1, Pháp xác định Harry Maguire là người chuyền bóng tệ nhất. Vì vậy, họ để hậu vệ này tự do nhận bóng, sau đó bố trí Griezmann pressing để khiến Maguire mắc sai lầm. Khi Jude Bellingham hay Phil Foden lao lên phía trước, Griezmann là người đuổi theo. Hai hình ảnh cho thấy giá trị của Griezmann. Khi thì anh lao lên, nhận bóng và chọc khe tạo cơ hội cho đồng đội. Khi thì Griezmann lùi sâu, hỗ trợ phòng ngự và điều tiết lối chơi. Tuy nhiên, ngay khi có bóng, Griezmann cũng bộc lộ khả năng sáng tạo đáng gờm. Từ những đường chuyền dài, dẫn bóng đến chuyền ngắn, cho đến quả tạt, dẫn đến cú đánh đầu của Olivier Giroud mang về chiến thắng cho đội tuyển Pháp. Griezmann đều cho thấy giá trị, anh cũng kiến tạo cho Tchouaméni mở tỷ số. Trước Maroc, bàn đầu tiên của đội tuyển Pháp cũng đến từ một pha Griezmann di chuyển khôn ngoan, thoát khỏi sự theo kèm của hậu vệ Maroc trước khi xâm nhập vùng cấm và mở ra tình huống ghi bàn. Griezmann hoạt động tự do, thoải mái di chuyển vào những khu vực có thể gây tổn thương cho đối thủ. Cách chơi này biến Griezmann thành cầu thủ khó đoán nhất trong đội hình đội tuyển Pháp. Bất chấp không còn chơi gần khung thành đối phương, Griezmann vẫn rất nguy hiểm. Theo Opta, tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng của ngôi sao 31 tuổi đạt 0,63 mỗi 90 phút từ đầu giải, cao nhất so với bất cứ cầu thủ nào chơi ít nhất 225 phút. Nhà vô địch World Cup năm 1998, Christopher Dugarry khẳng định Griezmann giống sự pha trộn giữa Zidane và Michel Platini. Cậu ấy xử lý bóng như Zidane khi tạo nhịp điệu cho một đường chuyền với tầm nhìn khác biệt. Griezmann cũng là Platini khi thấy đường bóng trước những người khác. Cậu ấy bình tĩnh, thanh thản và trưởng thành trong vai trò dẫn dắt lối chơi của đội tuyển Pháp.
Pháp còn một trận đấu nữa để san bằng kỷ lục hai lần liên tiếp lên đỉnh cúp vàng thế giới của Brazil. Mbappe vẫn là mối đe dọa lớn cho Argentina, nhưng với cách mà đội tuyển Pháp vận hành lối chơi từ đầu giải đến giờ, Griezmann mới là chìa khóa mở ra chiến thắng cho đội nhà.